Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị khán giả những tin tức nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, cảnh chấn động nhất hôm nay tại Trung Quốc. Một hình ảnh đầy bi thương và tội nghiệp, cảnh nhà cửa xe cộ bị cuốn trôi cùng những đàn gia súc mà dân Trung Quốc gần đây thường gọi là đám bèo. Không biết sẽ trôi đi đâu về đâu, nó luôn bị nước sông đánh vùi dập. Đó chính là cảnh tượng thê lương đang diễn ra hiện tại đất nước Trung Quốc trong những trận mưa kinh hoàng, khi hơn 5 triệu người dân miền Trung Trung Quốc sẽ được ví như những đám bèo hứng chịu những trận lũ. Và sau trận lũ với tốc độ hơn 200 km/h và diễn biến sự việc như thế nào, hãy cùng theo dõi tiếp bản tin dưới đây mà chúng tôi vừa nhận được. Kính thưa quý vị, trận lũ lụt năm 2021 và 2022 vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân Trung Quốc, và năm nay lại tiếp tục xuất hiện lượng mưa lớn. Gần đây, nhiều tỉnh hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang, gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây và Tứ Xuyên đã bị mưa lớn tập kích. 36 con sông vượt mức cảnh báo, các quan chức Bộ Thủy lợi cho biết không loại trừ khả năng lũ lụt. Kể từ ngày mai, nhiều tỉnh thành địa phương ở Trung Quốc bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Tứ Xuyên, Quảng Đông đã xảy ra mưa lớn. Lượng nước của 6 con sông đã vượt qua mức cảnh báo và một số thành phố đã xảy ra lũ lụt. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây mưa xối xả và thành phố như biến thành đại dương. Sáng hôm nay, bất ngờ một trận lũ ống khổng lồ cao tới 12 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều các tầng lớp cao cấp. Chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp. Kính thưa quý vị, thông tin trên đã được một tờ báo địa phương đăng tải cho hay. Vào lúc 2:38 rạng sáng hôm nay, một trận lũ cao gần bằng một tòa nhà cao 7 tầng đã tràn qua 3 tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, chạy dọc theo chiến đê của một nhánh sông Dương Tử với tốc độ khá nhanh và với một lượng nước khổng lồ đã nhanh chóng vùi lấp san phẳng một khu tự trị của Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận siêu lũ đêm qua gây ra là vô cùng tàn khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy và Quý Châu vô cùng lo lắng. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự giận dữ của thiên nhiên và lũ lụt sáng ngày hôm nay làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng thê thảm hơn. Điều này đang được cơ quan phòng chống thiên tai hạn hán lũ lụt và cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo, cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở những nơi này nắm bắt được tình hình. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống lũ quét vào rạng sáng ngày nay lại kinh hoàng đến như thế. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của chính quyền ông Tập Cận Bình đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều luồng ý kiến trái chiều thì cho rằng đây có thể là nhân quả báo ứng đang giáng lên đầu chính quyền ông Tập, bởi vì tính từ giữa tháng 7 cho đến bây giờ, Trung Quốc liên tục phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của đất và của trời. Theo thống kê từ tháng 7 năm 2023 cho thấy rằng hết mưa to gió lớn cho đến bão tố phong ba mịt mờ gây lũ quét, lốc xoáy, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần đã liên tục giáng xuống đầu Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ Bắc Kinh và những người dân vô thần của nước này. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, lũ ống tử thần lại tiếp tục dội xuống. Đáng chú ý hơn là nguy hiểm luôn rình rập con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất thế giới. Con đập này trong một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Trận lũ ống cao bằng tòa nhà chung cư vào rạng sáng ngày hôm nay, giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập, bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây ra cho thế giới, những phần lãnh thổ lãnh hải mà Trung Quốc đã cướp đi với cả những nước trong khu vực, những gì mà chính phủ Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình, thì những ngày vừa qua chính phủ của ông Tập Cận Bình đã nhận lại những đòn đau của luật nhân quả báo ứng. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì ông Tập đưa thuyền ra biển Đông, biển Hoa Đông tập trận thì Bắc Kinh có thể đưa tàu chiến của mình bắn đạn thật ở những nơi ngập lụt, bởi vì khắp Trung Quốc chỉ toàn nước là nước, có khác gì là biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàng hống hách ngạo mạn của phía Trung Quốc. Hiện nay đã có những thảm họa thiên nhiên ra tay, chứ hậu quả thay cho thế giới. Những quan điểm đã được nêu rõ ràng rằng thiên nhiên lên nhắm vào việc quan chức của chính phủ Trung Quốc, còn dân, họ chỉ là những người vô tội, chân yếu tay mềm.
sự ngông cuồng và xấu xa của chính quyền Trung Quốc thì mới đáng để thiên nhiên trừng phạt. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng vừa qua nên lượng nước ở thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tân Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông vào vùng trũng thấp của Trung Quốc gây sạt lở nghiêm trọng. Lũ ống lũ quét liên tục xuất hiện. Không những thế, các tỉnh phía Nam của Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp hai vụ động đất với cường độ 6,5 độ Richter và 7,2 độ Richter khiến cho những nơi đây biến thành đống đổ nát và tro bụi, không khác gì sa mạc bị bỏ hoang do lượng nước xả từ ba cửa xả khổng lồ của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra Biển Đông không ngăn được dòng chảy tốc độ cao lên tới 50.000 mét khối trên giây đã tạo thành lũ ống và lũ quét. Tuy nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng nơi nó đi qua đã thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có gần 2.000 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao vỡ, hàng ngàn ô tô, tivi, tủ lạnh, đồ gia dụng cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Cây trái hoa màu đã bị tàn phá tàn lụi. Bây giờ 26 tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nhất là tỉnh Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc vẫn chìm trong nước tới 4-5 mét, thậm chí có những nơi trũng thấp lên tới 9-12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh, các video cho người dân Phượng Hoàng cổ trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho thấy rằng những ngôi nhà cao 5-6 tầng thì bây giờ chỉ còn 1-2 tầng là không bị ngập. Những tầng dưới bây giờ coi như là chỉ để nuôi cá và nuôi tôm. Các nhà chuyên gia nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được, bởi chính phủ Trung Quốc mất rất nhiều năm nữa để khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Dự báo trong những ngày tới đây, lượng mưa, lũ quét, lốc xoáy, sạt lở, động đất và nước lũ liên tục xảy ra tại 26 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc và có thể gây ra những nơi khác xung quanh nó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen đủi đối với Trung Quốc. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không tin cậy vào người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có một cuộc sống yên bình, một cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng mong ước nhỏ nhoi đó đang bị chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi tham vọng của mình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 thế giới, vượt qua Mỹ và Nga, chính ông Tập Cận Bình đã quá vội vàng, đã mắc quá nhiều sai lầm, hết tội này đến tội kia và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. 14 nước có chung đường biên giới với Trung Quốc, bây giờ chỉ có Pakistan là còn giữ mối quan hệ với cả Bắc Kinh vì chính Trung Quốc là mối nguy hại cho toàn cầu. Quý vị thân mến, dường như những dị tượng rất thích xuất hiện ở đại lục mà nhiều người cũng không hiểu vì sao. Khi mới đây lại thêm một thông tin sốc dẫn lời tin Soha vào sáng nay, vào khoảng 7 giờ 45 phút theo giờ địa phương, bầu trời Bắc Kinh bất ngờ xuất hiện những chùm sét lóe sáng một cách ma quái. Đây là kết quả của một cơn dông lớn kéo qua khu vực này. Hàng loạt tia sét rọi xuống thành phố Bắc Kinh và bị các cột trụ lôi trên nóc cao ốc hút sạch. Kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời. Khoảng 15 phút sau, thì tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, hàng ngàn đàn quạ đen từ hướng đông bắc tụ tập thành đàn bay tán loạn trên bầu trời Bắc Kinh, kêu la thảm thiết, gào thét như ai oán. Ai nghe cũng phải giận người. Người xưa có câu: đất lành thì chim đậu, đất dữ thì chim bay. Quả là không sai. Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy rằng đám mây này rông rất kỳ lạ. Chúng phân rẽ ra một bên nắng, một bên mưa và cũng khiến cho bầu trời Bắc Kinh vốn chìm nghỉm trong bóng tối. Cảnh tượng không khác gì đang ở dưới âm phủ vậy. Người dân Bắc Kinh khóc lóc nói rằng sắp tới lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Theo nhiều người cho rằng điềm lạ xuất hiện như vậy thì trong vòng 7 ngày tới nơi đó sẽ xuất hiện tai ương khủng khiếp. Còn nhớ, vào cuối tháng 1 năm 2020, một đàn quạ từng xuất hiện hàng ngàn con bay qua bầu trời Vũ Hán. Một người dân Trung Quốc biết chuyện đã xảy ra cho đến khi người dân ở Vũ Hán phát hiện ngay cạnh mình đã có người chết vì virus. Tới lúc đó, mọi người mới biết những con quạ này sớm đã ngửi thấy mùi của sự chết chóc. Nói cách khác, chúng có thể ngửi thấy mùi của một người chết mà con người chúng ta không thể có khả năng đó. Vì vậy, chúng sẽ lượn vòng quanh một người để chờ tới lúc người đó chết đi. Đó là lý do tại sao trong văn hóa Trung Quốc, kết quả được coi là điềm không lành và luôn được liên quan với cái chết. Kính thưa quý vị, phải chăng Trung Quốc sắp tới ngày tận thế mà trong những năm gần đây, Trung Quốc đang phải chứng kiến nhiều thiên tai dị tượng bất thường liên tục xuất hiện ở khắp nơi, khắp đại lục, từ sóng thần, bão tố, lũ lụt, dị tượng ghê gớm, ghê sợ, đặc biệt là dịch bệnh. Vâng, thưa quý vị, những thông tin trên đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chân ái và chào tạm biệt. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.